Xin chào các bạn, hiện thì mình đang trên đường lên trường. Và lý do mình lên trường hôm nay để thực hiện vlog này là bởi vì chủ đề ngày hôm nay sẽ là How to get the most out of your studying in the UK. Stay tuned. Nhưng có một lưu ý nhỏ rằng tất cả những điều mình chia sẻ ngày hôm nay là kinh nghiệm của cá nhân, của bản thân mình mà thôi. Cho nên là có lẽ một số bạn sẽ thấy một vài điều mình nêu ra là không phù hợp với các bạn. Và điều đó là hoàn toàn bình thường. Không một thứ gì trên đời này là one size fits all cả. Tuy nhiên mình vẫn hy vọng rằng video này hữu ích với các bạn. Hãy bắt đầu nhé. Giáo dục tại Anh theo như mình đúc kết ra được thì tóm gọn chỉ trong 4 từ mà thôi. Tự học là chính. Thực sự thì học ở đâu thì cũng như vậy cả thôi, tự học là chính. Tuy nhiên cái ngày mà mình sang đây thì mình đã rời khỏi ghế nhà trường đã hơn 3 năm rồi. Cho nên là mình có hơi bị sốc một chút. Cái hồi mình còn ở Việt Nam thì rất nhiều bạn bè hỏi mình là đi học tiếng Anh ở đâu, đi học thêm tiếng Anh ở đâu để thi IELTS, để thi TOEIC. Thì mình luôn trả lời với họ rằng hãy học ở nơi nào gần nhà bạn nhất và đi lại tiện nhất. Như thế thì bạn không mất nhiều thời gian cho việc đi lại và khả năng bạn trốn học thì nó sẽ tốt hơn một chút. Mình nghĩ giáo viên là vô cùng quan trọng, tuy nhiên chỉ chiếm từ 15 hoặc là cùng lắm là 20% cái khả năng thành công của mình. Thế bỏ ra một đống tiền như thế chỉ để đến tự học à? Đúng là như vậy. Cái mà 15-20% giáo viên kia sẽ cho bạn đó chính là cách tư duy, cách nghiên cứu, cách tự phát triển. Cũng giống như khi bạn đi câu thôi, việc câu cá thì vẫn là bạn là người làm. Còn họ sẽ cung cấp cho bạn cần câu, cách thả thính để câu cá. Như vậy thì bạn có thể học cả đời, chứ không chỉ đơn thuần là học trong vòng có một hai vài năm ở đây. Tuy nhiên là các bạn không cần quá lo lắng, bởi vì các trường tại Anh sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn học liệu, cơ sở thiết bị để các bạn có thể tự học và tự hoàn thiện mình. Điều thứ hai thì gần như là nối tiếp ra điều đầu tiên, thì một cái kỹ năng mà mình thấy là mình phát triển vượt bậc tại đây, đó chính là critical reading and critical thinking. Hồi cấp 2, cấp 3 mình học thì mình hay là học thuộc lòng này, xong lên lớp kiểm tra này. Thì ở đây thì nó không hẳn là như vậy. Ít nhất là với ngành học xã hội như là ngành học của mình, thì ở đây thì bạn được cho tài liệu đọc, bạn học nó, bạn đọc nó với một cái mindset, một cái tâm thế rằng là tác giả viết như thế này là đã có đúng không? Có thuyết phục không? Cái cách tiếp cận của tác giả là nó đã hợp lý chưa? Có những tài liệu thì khiến mình là đặc biệt thích thú. Có những tài liệu thì mình nhiều điểm mình không đồng ý với tác giả. Và có những loại tài liệu mà mình đọc xong mình thấy là mình vừa lãng phí mất 20 phút trong cuộc đời của mình, bởi vì nó quá là hiển nhiên. Như vậy thì khi các bạn lên lớp thì trong những cái seminar thì bạn có thể thảo luận với bạn bè rất là sâu. Và khi bạn thảo luận nó với mọi người, bạn tự liên hệ với những kinh nghiệm của bản thân, thì tự nhiên là những cái kiến thức đấy nó vào đầu rất là nhanh và bạn sẽ nhớ rất là lâu. Điều thứ ba mình muốn nhắc đến ở đây là hãy tận dụng triệt để giáo viên của các bạn. Bạn phải rất nỗ lực để có thể tận dụng triệt để tối đa được 15-20% đó. Giáo dục thì nó không hẳn là một ngành kinh doanh và nó không nên là một ngành kinh doanh. Nhưng mình luôn coi mình là một người khách hàng khi mình đến đây để học. Mình thấy rằng cái chương trình học của một cái môn có một số cái phần nó không hợp lý. Thì mình có trao đổi với cô một chút rằng là em muốn học cái này, cái này, cái này. Phần này em thấy là không cần thiết. Thì sau đó là cô hỏi ý kiến các bạn trong lớp, thì các bạn cũng đồng tình với ý kiến của mình. Và ngay sau đó cô nói rằng là tôi sẽ thảo luận với lại thầy trưởng bộ môn, chỉnh sửa chương trình học để phù hợp cho lớp mình nhất. Điều thứ tư mà mình muốn chia sẻ đó chính là hãy trải nghiệm cuộc sống ngoài trường học. Hãy đi du lịch thật nhiều, khám phá thật nhiều, tham gia các hoạt động xã hội tại đây thật nhiều. Kiến thức sách vở tại trường quan trọng, tuy nhiên là những cái kiến thức, kỹ năng mềm ngoài xã hội đó mới là những cái yếu tố quyết định sự thành công của mỗi con người. Mình có tham gia một cái tổ chức tình nguyện tại trường, thì trong quá trình mình tham gia cái tổ chức tình nguyện này thì mình hiểu rõ hơn về một số cái vấn đề xã hội của Anh cũng như là một số cái nét văn hóa tại Anh. Và điều này có lẽ nếu mình đọc trong sách vở hay sách báo thì nó sẽ mất thời gian và nó sẽ kém hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là mình trải nghiệm thực tế và mình nói chuyện trực tiếp với những người trong cuộc. Điều thứ năm mình muốn chia sẻ đó chính là một cái tip nhỏ, hay nói đúng hơn là hai cái công cụ
mà nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình viết luận của các bạn rất là nhiều. Thì công cụ đầu tiên mình muốn nhắc đến đây là Grammarly. Đơn giản mà nói thì nó sửa lỗi ngữ pháp và dùng từ cho bạn. Nó không chính xác hoàn toàn, nhưng với những cái người mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ đầu tiên như là mình thì mình thấy là nó rất là hiệu quả. Thứ hai là sử dụng công cụ đồng hồ cà chua. Mình biết nghe nó rất là ngớ ngẩn thôi, nhưng mà nó tên gọi là Tomato Timer. Thì đơn giản cái nguyên lý của nó là gì? Não bộ chúng ta khi tập trung vào một việc ấy, quá cái phút thứ 30 trở đi thì tự nhiên là cái năng suất và hiệu quả nó giảm đi rất là nhiều. Thì cái ứng dụng này nó sẽ ngắt một cái buổi làm việc của các bạn ra thành những cái block: 30 phút làm việc, 5 phút nghỉ, 30 phút làm việc, 5 phút nghỉ. Mình hy vọng rằng các bạn thích cái video này, và please hãy ấn like và subscribe cho mình dưới này nhé. Vì mình đã thức đến 3 giờ sáng mấy hôm liền để chuẩn bị nội dung cho video này đấy. Mắt panda này, see? Not good.